Và bây giờ là siêu phẩm cuối cùng của dòng UB365 đây. Chắc mọi người sẽ thắc mắc siêu phẩm đó là gì. Ta-da! Đó chính là UV stem cell. Đây, tức là kem làm trắng với tác dụng 3 trong 1. 3 trong 1 này là gì? Thực sự là đơn giản lắm mọi người nhìn vào cái vỏ chai đã thấy hiện rõ trên này 3 trong 1. Đầu tiên, turn up, bật tông, nâng tông, tức là mình xài mình da mình sáng lên ha. Thứ hai là whitening, là trắng, dưỡng trắng ha. Và thứ ba nữa là trời ơi thì cực kỳ thích luôn, đó chính là chống nắng. Đó, mọi người thấy dưới này có chữ UV nè, protecting, protection, bảo vệ ha. Thì thực sự mọi người, giống như một ngày á, chúng ta trước khi mà ra khỏi nhà thì mình sẽ 3 bước mà đúng không? Đầu tiên là chúng ta phải có lớp dưỡng nè, đó, xong chống nắng nè, rồi lại thêm một lớp, rồi bắt đầu mới lên một lớp make up của mình đúng không? Tức là mình làm rất nhiều bước và rất mất thời gian khi mà chúng ta từng bước, từng loại. Nhưng đối với UB365, cái dòng sản phẩm này á, thì rất là tiện, gom vô, đỡ mất thời gian nè, đỡ mất tiền bạc nữa, đúng không mọi người? Bây giờ nếu mà chúng ta mua một cái hũ nâng tông riêng, một cái hũ sáng da riêng, một cái tiếp kem chống nắng riêng thì rõ ràng là chúng ta đã mua 3 sản phẩm. À, nhưng mà siêu phẩm của Thư thì gom hết 3 cái đó vào một cái thôi, rất đỡ mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc nữa. Thì khi mà Thư tham khảo cái giá trên thị trường á, thì nếu mà bây giờ mình tính bài toán kinh tế nè, ví dụ như là mình mua 3 sản phẩm, đầu tiên là turn up bật tông nè, là mình mua ví dụ hộp ít nhất là 300 đi ha, rồi mình mua tới làm sáng nè, dưỡng nè, ít nhất cũng phải 300 nữa đi ha, là 600, rồi mình có kem chống nắng nữa, kem chống nắng ít nhất cũng 200 đi, là 800, 800 cho 3 sản phẩm. Nhưng với UB365 rất đơn giản luôn, 3 gom vô có 1 lọ, 1 chai. Thì thực sự là trong cái bộ sản phẩm này á, nếu các bạn nào có điều kiện, chúng ta có thể mua hết trọn bộ sản phẩm này thì quá tuyệt vời. Còn nếu như mà các bạn nữ nào mà không có điều kiện thì chúng ta chỉ cần mua một cái sản phẩm này thôi mọi người, là nó cũng là gần như là nó cũng chiếm được khoảng 2/3 của các bước ở đây, khi mà chúng ta chỉ sử dụng một phần sản phẩm này. Thì khi mà cái sử dụng sản phẩm này thì tất nhiên là trong này nó có hết rồi mọi người, có dưỡng chất, rồi có nâng tông, có chống nắng thì quá tiện rồi, xứng đáng là siêu phẩm mọi người nhỉ. Nói sâu về công dụng của sản phẩm này là tác dụng như thế nào, thì tác dụng là nâng tông nè, điều chỉnh vùng da sáng tối. Điều chỉnh vùng da sáng tối ở đây là gì, là ví dụ như giống như mặt chúng ta sẽ có những cái điểm tối, ví dụ như không đều màu á, mọi người hiểu không? Ví dụ như mình chỗ này thì mình trắng ha, chỗ này thì mình đen ha, mình không đều màu, thì UV cell sản phẩm whitening cream này á sẽ làm cân bằng, tức là da mình sẽ đều màu hơn đó. Và trong này có một cái gọi là chỉ số chống nắng an toàn phù hợp. Mọi người thấy đi mua kem chống nắng, mọi người sẽ thấy là SPF 25, SPF 30, nhưng với sản phẩm này tới SPF 50 là chống nắng được tới 50 độ nha mọi người, tức là chống nắng bao chống luôn á. Và tế bào gốc, tất nhiên là chắc chắn phải có tế bào gốc, thì tế bào gốc của hoa tuyết nhu giúp tăng cường, gọi là tăng cường cái độ đàn hồi của làn da, sản sinh collagen để mà tức là cung cấp cho làn da, và nó sẽ làm cho những cái đường nào mà gãy, phục hồi các vết gãy collagen đó. Tức là mọi người hiểu không, trong cái da của chúng ta collagen nó như cái neuron, nếu mà nó bị gãy, nó bị lệch đó, thì cái sản phẩm này vào bắt đầu nó sẽ làm cho ngước lại da chúng ta, nó không còn cái nếp gãy nữa. Siêu phẩm một lần nữa, siêu phẩm thôi mọi người.